Hắc Ám Tây Du hồi thứ 158, Hung Thú Tất Tử Hầu. Nghĩ thông suốt điểm này, Tôn Ngộ Không trong lòng càng thêm đau đớn. Vốn ban đầu, mình một mực hiểu lầm sư phụ, tưởng rằng sư phụ là sợ bản thân gây tai họa quá nhiều, từ đó liên lụy đến hắn. Nhưng là bây giờ mới biết được, thì ra sư phụ sở dĩ không để cho mình nói tới, đó là vì muốn bảo vệ mình. Chọc giận tới Tuần Thiên Giả, thậm chí kém chút bị Tuần Thiên Giả diệt sát. Có thể nói, Bồ Đề Tổ Sư tại thế gian này cơ hồ đã không có đất dung thân. Chỉ cần thân phận của hắn bị phát hiện, Tuần Thiên Giả dưới cơn nóng giận chỉ sợ không chỉ sẽ trực tiếp hủy diệt bản cổ giới, thậm chí ngay cả đạo chuẩn sư tôn ở phương thốn linh giới đều sẽ bị liên lụy. Trước đó, Tôn Ngộ Không đã nghe nói đến chuyện trong 9 đại thần quốc đã có một thần quốc là bị Tuần Thiên Giả trực tiếp ra tay hủy diệt. Mà lại, nếu để cho người khác biết bản thân mình là đệ tử của Bồ Đề Tổ Sư, vậy khẳng định sẽ mang đến cho mình tai họa ngập đầu. Phải biết, nếu như có thể bắt bản thân mình hoặc là sư phụ, sau đó lại giao cho Tuần Thiên Giả, vậy đây tuyệt đối là một công trạng rất lớn. Đặc biệt là diệt thế ma quốc cùng vạn yêu quốc, chỉ cần bọn họ biết Bồ Đề Tổ Sư không chết, sau đó lại báo tin cho Tuần Thiên Giả, vậy đối với đạo chuẩn sư tôi mà nói, chắc chắn sẽ là một tràng tai nạn. Có thể nói sự tồn tại của Bồ Đề Tổ Sư hoàn toàn không thể để lộ ra ngoài, căn bản cũng không thể để cho bất kỳ kẻ nào phát hiện, mà đây cũng là nguyên nhân ban đầu Bồ Đề Tổ Sư hóa thân thành chuẩn đề đạo nhân. Sư phụ vì bảo vệ mình, thà rằng nói ra những lời quyết tuyệt, mà lại sau đó bản thân mặc dù xác thực chưa từng nói qua, nhưng mỗi khi gặp phải nguy hiểm chí mạng hoặc là nguy cơ, sư phụ vẫn trong tối ngoài sáng ra tay trợ giúp mình. Khi đó, bản thân còn cảm thấy sư phụ quá keo kiệt, rõ ràng có được thực lực mạnh như vậy lại luôn lo trước sợ sau, kiêng kỵ quá nhiều thứ. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, bản thân mình thật là quá không hiểu chuyện. Nếu không biết thì thôi, lại còn hiểu lầm sư phụ. Thậm chí lúc đại náo thiên cung, bị nhị lang thần bắt lấy, bị sét đánh hỏa thiêu trên trảm yêu đài, còn oán trách sư phụ không ra tay cứu mình. Thế nhưng về sau mới biết được, nếu như không phải sư phụ âm thầm ra tay, có lẽ bản thân mình thì không vấn đề gì, nhưng đám hầu tử hầu tôn ở Hoa Quả Sơn chỉ sợ cũng sẽ bị đổ sát hầu như không còn. Khi đó bản thân liền rất nghi hoặc, vì cớ gì bản thân mình không chừa chỗ nào không náo loạn, nhưng Lý Tĩnh dùng lung linh bảo tháp bắt lấy đám hầu tử hầu tôn, sau đó lại thả bọn họ ra. Tôn Ngộ Không cũng sẽ không cho rằng đó là bởi vì Lý Tĩnh mềm lòng. Cho nên về sau, đủ kiểu hỏi thăm, thậm chí là uy hiếp, mới biết được thì ra là Bồ Đề Sư Phụ ra mặt bảo vệ chúng khỉ. Hít sâu một hơi, tâm tình khuấy động đã chậm rãi bình phục xuống, mà những nỗi niềm hối hận cùng tức giận cũng bị Tôn Ngộ Không đặt ở đáy lòng. Dù sao, mình còn phải tiếp tục đi tới. Nếu như chỉ đắm chìm trong mặt trái cảm xúc này, vậy mình cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không cảm xúc đã không còn quá kích động như trước đó, đạo chuẩn liền biết hắn đã hiểu về khống chế tâm tình của mình như thế nào. Người tu đạo kiêng kỵ nhất chính là tâm cảnh lưu lại sơ hở. Sơ hở này có thể là một loại cừu hận nào đó, một loại áy náy, một loại tiếc nuối, thậm chí là chấp nhất đối với một chuyện nào đó. Một khi xuất hiện sự sơ hở trong tâm cảnh, vậy con đường của họ cũng liền đi đến điểm kết thúc. Đạo chuẩn lần nữa thở dài thườn thượt một hơi, rồi tiếp tục nói. Kỳ thật, cái chết của Bồ Đề ta cũng có trách nhiệm rất lớn. Ban đầu ta cho rằng, bản cổ giới chỉ là một phương tiểu thế giới bình thường. Cho nên, mới đem Bồ Đề đưa đến nơi đó, hy vọng hắn có thể bằng vào tư chất hơn người, lại lần nữa tu luyện thành công. Thậm chí, ta còn đưa cho hắn hai đoạn nhánh cây, chính là nhân sâm quả thụ và bàn đào thụ. Liền hy vọng, hắn có thể thông qua hai đoạn linh căn kia, tòng tố nhục thân. Chẳng qua ngay cả ta cũng không nghĩ tới, bản cổ giới ấy, vậy mà thật quá nhiều chuyện phức tạp. Căn bản cũng không phải chỉ là một tiểu thế giới bình thường. Những bí mật ẩn chứa ở trong đó, ta hiện tại cũng chỉ có thể thấy được một hoặc hai thứ. Mặc cho ta thôi diễn như thế nào, dò xét ra sao, thậm chí đã tự mình phái người đến đó, đều không thu thập được tin tức gì. Nhìn thấy ánh mắt hơi khó hiểu của Tôn Ngộ Không, đạo chuẩn cười cười nói. Ngộ Không, ngươi có gặp được một người, tên của hắn gọi là Hỗn Côn Tổ Sư hay không? Tôn Ngộ Không hơi kinh ngạc, không nghĩ tới đạo chuẩn sư tôn vậy mà đột nhiên lại hỏi đến việc này. Tôn Ngộ Không gật đầu nói, trong trận đại chiến cuối cùng tại bản cổ giới, đúng là có một vị tiền bối tên là Hỗn Côn Tổ Sư xuất hiện, đồng thời trợ giúp chúng ta chống lại phe đạo gia. Chỉ có điều, cuối cùng hắn đã...
Ngộ không, trong nhận thức của ngươi có một chỗ lầm lẫn rất lớn. Ta không biết sự nhầm lẫn ấy từ đâu mà sinh ra. Mà lại trước đó, ta cũng đã nói qua về vấn đề này. Tô Ngộ Không lần nữa lộ ra thần sắc nghi hoặc. Sau đó đạo chuẩn sắc mặt nghiêm túc nói. Hiện tại ta cho ngươi biết, người của đạo gia tuyệt đối sẽ không phải là địch nhân của phương thốn linh giới chúng ta. Bởi vì phương thốn linh giới cùng vạn linh cảnh chính là đồng minh. Quan hệ của chúng ta với vạn linh cảnh còn tốt hơn so với vạn thần điện. Chỉ có điều không cùng một cảnh giới thần quốc. Vì thế nên quan hệ này một mực bị ẩn giấu đi. Cho nên mới nói, vạn linh cảnh đạo gia chắc hẳn sẽ không ra tay với Bồ Đề, càng sẽ không xuất thủ đối với đệ tử của hắn. Mà lại về sau, Bồ Đề đã khôi phục thần phận thực sự, từ bỏ hóa thân chuẩn đề đạo nhân. Bởi vậy, cũng không thể có khả năng bọn họ không nhận ra. Cho nên, như lời người nói cùng đạo gia quyết chiến, đúng là có vấn đề rất lớn. Thế nhưng là ngay lúc đó, đạo gia Tam Thanh, Thông Thiên Giáo Chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn, xác thực, đúng là người của đạo gia. Thậm chí về sau Hồng Quân Lão Tổ cùng Dương Mi Đại Tiên, đều là người đạo gia. Đúng rồi, đạo chuẩn sư tôn, ta có một vấn đề muốn hỏi ngài. Ngài có biết một phương pháp trong tiểu thế giới, đem một người có thực lực từ kim tiên hoặc là đế cấp sơ kỳ tăng lên tới nửa bước đại đạo hay không? Mà lại thậm chí có thể tạo ra lượng lớn ngụy chí tôn thần khí. Ồ, dựa theo những điều người nói ở trong đó, đúng là có vấn đề. Hoặc chính là có kẻ ngụy trang thành người của đạo gia, hoặc cũng có thể là trong vạn linh cảnh có những kẻ có tâm tư khác. Nếu như vậy thì chuyện này so với ta nghĩ còn nghiêm trọng hơn nhiều. Phương pháp mà ngươi nói, khả năng ở trong tiểu thế giới thì rất ít gặp, nhưng ở cao cấp thế giới hoặc là thần quốc mà nói cũng rất thường thấy. Chẳng qua nhất định sẽ có tác dụng phụ rất lớn, hoặc là hao tổn đại giới. Mà lại sản xuất đại lượng ngụy chí tôn thần khí, ta đến bây giờ vẫn chưa từng nghe nói đến. Chẳng qua là... Chẳng qua cái gì? Chẳng lẽ sư tôn ngươi có được manh mối gì sao? Chuyện này Tô Ngộ Không đã luôn canh cánh ở trong lòng. Lúc ấy, trong trận đại chiến cuối cùng, vốn là phe của hắn đã chiếm hết ưu thế, nhưng lại không thể tưởng tượng nổi phe đạo gia, hoặc nói là bọn họ, vậy mà lại có nhiều nhân vật nửa bước đại đạo như thế. Thậm chí cuối cùng còn phát hiện hàng Nga hoàn toàn là đại đạo thánh nhân. Đây quả thật liền không hợp với lẽ thường. Bản cổ giới dù sao cũng chỉ là tiểu thế giới, ẩn chứa năng lượng có hạn, cho nên có khả năng cho phép tồn tại đỉnh cao cường giả thuộc về nửa bước đại đạo cũng là có hạn. Nếu như không có một phe lực lượng cường đại hơn ở sau lưng làm hậu thuẫn, thì không thể nào lập tức xuất hiện nửa bước đại đạo nhiều đến như vậy, còn có vô vàn ngụy chí tôn thần khí. Đạo chuẩn thoáng suy nghĩ, có chút không dám chắc liền nói. Ta trước đó có nhận được ít tin tức là tới từ tai mắt trong nội bộ của Vạn Yêu Quốc cùng Diệt Thế Ma Quốc, 10 phần đáng tin. Mà lại mấy người kia tại hai thần quốc đó có địa vị rất cao. Tin tức mà bọn họ truyền đến nói là bọn họ đã phát hiện Vạn Yêu Quốc cùng Diệt Thế Ma Quốc đang bí mật tiến hành một loại hành động nào đó. Kết quả của hành động này chính là chế tạo ra một nhóm chấn giới thiên bi cùng một loại được gọi là dược linh đan. Chấn giới thiên bi, chế tạo ra một nhóm chấn giới thiên bi ư? Việc này sao có thể? Thiên bi không phải đã nói chỉ có 9 khối sao? Không phải là chân chính chấn giới thiên bi, mà là một loại mô phỏng, bọn họ gọi là ảnh bia. Mà lại dược linh đan kia nguyên bản chính là một lò 9 quả đan dược do khai tịch giả luyện chế. Bọn họ vậy mà cũng thành công mô phỏng chế tạo ra một nhóm. Cho nên lần này trong tuần thiên giới thí luyện, các người rất có thể đã gặp được một địch nhân có ảnh bia. Mặc dù cái người có là chấn giới thiên bi thực sự, nhưng lại không thể khinh thường. Cho nên căn cứ vào điểm này, ta phỏng đoán tình huống mà ngươi nói rất có thể đã có sự nhúng tay của Vạn Yêu Quốc hoặc là Diệt Thế Ma Quốc. Mà lại Hỗn Côn Tổ Sư kia chính là do ta phái đi điều tra bí mật ở bản cổ giới, đồng thời trợ giúp Bồ Đề. Năm đó hắn cũng truyền đến cho ta một ít tin tức, trong đó có một điều quan trọng nhất là hắn đã phát hiện bản cổ giới thiên đạo lại bị ma khí xâm nhiễm, bản thân tham lam tà niệm, thậm chí còn có thể làm ra hành động quấy nhiễu bản cổ giới. Chỉ có điều, lúc trước hắn nói thiên đạo kia còn rất nhỏ yếu, cho nên đồng thời không có quá mức để ý. Nói một hơi nhiều như vậy, đạo chuẩn sợ Tô Ngộ Không trong lúc nhất thời không hiểu hết được, cho nên nói đến đây liền ngừng lại, chờ đợi Tô Ngộ Không nghiền ngẫm cho kỹ. Thế nhưng là lúc này, Tô Ngộ Không trong lòng chẳng những không có mê hoặc, ngược lại rất nhiều nghi vấn trước đó, hết thảy đều đã có đáp án. Rất nhiều những manh mối nhỏ nhặt trước đây, bởi vì có câu nói của đạo chuẩn
toàn bộ bắt đầu chậm rãi ghép lại. Vì cớ gì Hằng Nga lại đột nhiên có được đại đạo thánh nhân thực lực? Vì sao lại có nhiều ngụy chí tôn thần khí như vậy? Vì cớ gì chỉ là thiên đạo của một tiểu thế giới vậy mà lại sinh ra linh trí, hơn nữa còn dùng trăm phương ngàn kế đối phó với yêu tộc, hai lần mưu đồ chiếm giữ chấn giới thiên bi? Vì cớ gì khi bản thân mình phản công thiên đình, Phật môn lại đột nhiên xuất hiện cướp đi thắng lợi cuối cùng, mà bản thân lại không hề phát giác? Đồng thời cũng minh bạch vì cớ gì khi Phật môn vây công yêu tộc thất bại, sau đó chính mình lại dễ dàng liền có thể diệt đi thế lực Tây Phương Giáo. Thì ra đây hết thảy phía sau đều có một bàn tay vô hình thôi động sự tình phát triển. Thế nhưng nếu nói như vậy thì vì cớ gì bàn tay vô hình phía sau kia lại không tiếp tục đẩy mạnh thêm một điểm? Nếu như có thể mạnh tay hơn một chút, chỉ e yêu tộc sẽ càng thảm bại hơn. Chẳng lẽ bọn họ đã biết chấn giới thiên bì vốn đã ở bản cổ giới, nhưng lại không biết rốt cục nó đang nằm trong tay người nào? Tựa hồ là nhìn ra tâm tư của Tôn Ngộ Không, đạo chuẩn thần sắc có chút phức tạp, liền nói: bàn cổ giới so với người tưởng tượng còn phức tạp hơn nhiều. Có thể nói hiện tại lục đại thần quốc mỗi một thế lực ở bàn cổ giới đều đã sắp xếp tai mắt hoặc là thám tử, thậm chí có một vài thế lực tương đối lớn đã âm thầm phái người đến bàn cổ giới muốn tìm tòi hư thực. Thế nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể thu được chút ít thông tin khiếm khuyết, chỉ bởi vì một vài nguyên nhân nào đó, tất cả bọn họ đều chỉ có thể ở trong bóng tối dò xét, không được phép để lộ thân phận. Nếu không, đều sẽ lấy đủ loại phương thức để đột tử tại bàn cổ giới. Cũng giống như Hỗn Côn Tổ Sư mà ta đã phái đi, cuối cùng cũng là khó thoát khỏi cái chết. Có thể càng như vậy thì bàn cổ giới lại càng thu hút sự chú ý của mọi thế lực. Chỉ cần có ai có thể biết được bí mật tại nơi đây trước những người khác, thế lực đó rất có thể sẽ có khả năng áp đảo tất cả các thế lực khác. Nói như vậy, mọi hoạt động của bàn cổ giới đều bị người ta theo dõi. Vậy sư tôn, đối với hồng hoang cổ giới kia cũng hiểu rõ sao? Kỳ thật Tôn Ngộ Không còn muốn hỏi thêm một vài vấn đề khác, thế nhưng trong đầu lại bỗng nhiên nghĩ đến một người. Người này chính là Như Lai. Lúc trước bản thân hắn đã đoạt mạng Như Lai, sau đó lại lần lượt gặp được hai vị hòa thượng, tự xưng Lưu Quang Vạn Thế Phật cùng Quang Minh Tự Tài Phật. Bọn họ nói mình đến từ hồng hoang cổ giới. Đó cũng chính là nói Như Lai rất có thể cũng chính là người của hồng hoang cổ giới. Mặc kệ kẻ âm thầm đứng sau bóng tối là ai, dù sao, đối với hồng hoang cổ giới này, Tôn Ngộ Không cũng chẳng có một chút hào cảm nào. Hồng hoang cổ giới, đó là một phương cao cấp thế giới, lấy Phật môn làm chủ, nhưng lại không hề chỉ có Phật môn, còn có cả yêu tộc, thần tộc, đạo gia v.v. Chỉ cần trong vũ trụ này có chủng tộc nào thì đều có thể nhìn thấy ở hồng hoang cổ giới. Nhưng bọn họ gần như đều chịu sự thống trị của Phật môn. Cũng như vạn linh cảnh là nơi phát nguyên đạo Pháp, hồng hoang cổ giới là nơi khởi nguyên chính thống Phật môn. Chẳng lẽ người hoài nghi tất cả những chuyện đó cũng có bàn tay của hồng hoang cổ giới? Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, đồng thời lại lắc đầu nói: ta không dám chắc có phải liên quan đến hồng hoang cổ giới hay không, nhưng có một người tên gọi là Như Lai lại là tử địch của ta. Người kia có khả năng cũng đến từ hồng hoang cổ giới. Mặc dù ta từng ở bàn cổ giới đã giết hắn, nhưng luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Bởi vậy ta hoài nghi phía sau những chuyện này chỉ sợ không thể thiếu bàn tay của hồng hoang cổ giới. Bất kể nói thế nào, có thể xác định trong số những địch nhân của chúng ta tuyệt đối có Vạn Yêu Quốc cùng Diệt Thế Ma Quốc. Mà phương thốn linh giới chúng ta mặc dù không thể cùng Hoàng Tuyển Thế Giới trở thành liên bang, nhưng cũng sẽ không trở thành địch nhân. Mặt khác, người cũng nên chú ý một chút đến Hóa Lôi Tổ Giới. Phương thế giới đó cao thủ rất nhiều, nếu gặp được phải cẩn thận hành sự. Được rồi, những gì có thể nói ta đều đã nói cho người biết. Còn những chuyện khác, nếu như người muốn, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình tự đi tìm đáp án. Tôn Ngộ Không mặc dù trong lòng còn có vô số những nghi vấn cùng hoang mang, nhưng cũng biết đạo chuẩn sư tôn đã không có ý định nói, vậy mình có dây dưa tiếp cũng không có tác dụng gì. Mà lại đối với rất nhiều chuyện, Tôn Ngộ Không cũng cảm thấy nên tự bản thân mình đi tìm. Chẳng qua, ngay khi Tôn Ngộ Không vừa định đứng dậy, đạo chuẩn lại bỗng nhiên đè xuống bờ vai của hắn, cười cười nói: không cần vội vàng như vậy. Một phương thế giới này của ta mặc dù không được rộng rãi, nhưng lại có hai điểm rất tốt. Thứ nhất là nơi này không gian nguyên tố nồng đậm hơn bên ngoài gấp trăm lần, mà lại bồ đoàn ngươi đang ngồi càng là dùng không gian mài rũa, đối với lĩnh ngộ không gian lực lượng chẳng thể đo lường. Thứ hai thì là thời gian ở nơi đây, ngươi có ở chỗ này tiền một tháng
bên ngoài cũng vẹn vẹn mới qua một ngày mà thôi. Cho nên, việc tiếp theo ngươi cần làm là lưu tại nơi này an tâm lĩnh ngộ, cho đến khi nào ngươi biết cái gì là phương thốn chân ý, lúc ấy mới có thể rời đi. Nếu như ngay cả phương thốn chân lý cũng không biết, thì làm sao có thể là đệ tử của Bồ Đề, làm đồ tôn của ta. Nói xong, đạo chuẩn căn bản không thèm quan tâm đến phản ứng của Tô Ngộ Không, trực tiếp liền biến mất tại không gian này, chỉ để lại Tô Ngộ Không ở trong đó đứng ngồi không yên. Cùng lúc ấy ở bên ngoài, ở cạnh Lãng Tâm Kiếm Hào, đạo chuẩn bỗng nhiên xuất hiện, không nói hai lời, trực tiếp nắm lấy cổ áo kéo ra phía sau, đồng thời nói: "Về phần con khỉ kia không cần lo lắng, ta sẽ đem các ngươi đưa đến địa phận của Sáng Thế Thần Quốc. Mà điều các ngươi cần làm là trong khoảng thời gian này tận dụng để tăng thực lực lên." Lãng Tầm Kiếm Hào vốn đang tìm Tô Ngộ Không, bỗng nhiên bị một kẻ từ đầu ném ra ngoài, vừa định rút đao phản kháng, chợt nghe thấy thanh âm giả nua quen thuộc kia. Ngay sau đó cũng cảm giác bản thân bỗng nhiên bị một khoảng không gian hút vào. Sau đó, thân hình đạo chuẩn lại lóe lên khi xuất hiện lại, đúng lúc bắt lấy Diễm Thần đang ngồi xếp bằng trên mặt đất. "Không phải vừa rồi ta đoạt của ngươi một đầu thịt nướng sao? Vậy mà vẫn còn ngồi đây được. Khí thế bạo phượng nhất tộc chấn nhiếp thiên hạ ở đâu? Được rồi, lão phù cho ngươi vào không gian tu luyện của ta cũng coi như là bồi thường." Nói xong, còn không đợi Diễm Thần kịp mở miệng, một trường vỗ tới sau lưng, sau đó Diễm Thần bỗng nhiên biến mất. Xong xuôi hết thảy, đạo chuẩn bỗng nhiên sờ qua hai tay, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, trong miệng lẩm bẩm nói: "Ta cũng chỉ có thể làm được những thứ này. Ngộ Không, đại kiếp của ngươi sắp tới, ngay cả ta cũng đều không thể suy tính vận mệnh sau này của ngươi như thế nào. Chỉ là hy vọng phương thốn chi thuật này có thể tại thời khắc trọng yếu nhất đảm bảo cho ngươi một mạng." Nói xong, đạo chuẩn thật sâu thở dài một hơi, bỏ xuống Tử Kim Hồ Lô treo ở bên hông, uống một hớp rượu lớn rồi chậm rãi bước đi. Nếu để cho ba người Tô Ngộ Không nhìn thấy, chỉ sợ lại sẽ giật mình không thôi. Bởi vì đạo chuẩn vậy mà có thể không cần nhìn địa đồ, trực tiếp xác nhận được vị trí của Sáng Thế Cung. Hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn, đơn giản tựa như là đang tản bộ trong hậu hoa viên nhà mình, không có chút nào khẩn trương cùng cảm giác xa lạ. Chẳng lẽ đạo chuẩn trước kia đã từng đi đến nơi này? Ngay khi Hoàng Tuyển Thế Giới phái ra ba người Tô Ngộ Không vừa thăm dò vừa tìm cách đến Sáng Thế Cung, đội ngũ thăm dò của mấy thế lực còn lại cũng đều nhào nhào xuất phát. Tuần Thiên Giới nói lớn thì không lớn nhưng cũng không hề nhỏ, coi như là khoảng cách gần nhất giữa hai phe thế lực, nếu muốn tiếp xúc nhanh nhất cũng phải mất 3 ngày. Tuần Thiên Giới đối với thần thức áp chế rất lợi hại, mà lại không thể tùy tiện bay lên, cho nên rất có thể hai phe đội ngũ đã ở rất gần nhưng lại không gặp nhau. Về điểm này, tất cả mọi người đã nghĩ đến nhưng lại không có biện pháp gì tốt. Cho nên 3 ngày trước đó xem như là khoảng thời gian an toàn nhất của Tuần Thiên Giới thí luyện. Đương nhiên, tuy nói là an toàn nhất nhưng lại không thể nói là tuyệt đối an toàn. Bởi vì có lẽ 3 ngày này cũng sẽ không đụng phải địch quân, nhưng khả năng rất cao sẽ gặp phải hung thú. Tựa như thời khắc này, Hồng Hoang Cổ Giới đang gặp phải một đám hung thú không biết tên tập kích. Hồng Hoang Cổ Giới lấy Phật Môn đứng đầu, lần này chính là Phệ Linh Thôn Thiên Phật có thực lực cấp giới chủ dẫn đầu. Thôn Thiên Phật cũng như các thần quốc khác phái ra 4 phương đội ngũ, mỗi một đội 4 người lấy Hồng Hoang Cung làm trung tâm, bắt đầu hướng về 4 phương 8 hướng thăm dò. Kỳ thật Thôn Thiên Phật vốn định phái ra thêm nhiều người để thăm dò nữa, nhưng lại cân nhắc còn có đến 3 thần quốc có được địa đồ, không thể dám chắc những thế lực đó sẽ không tiến hành đánh lén khi cuộc thí luyện vừa mới bắt đầu. Bởi vậy, nếu như để lại số người quá ít thì sẽ không trụ vững nổi cho đến khi những người ở bên ngoài quay trở về. Bởi vậy, sau khi cân nhắc, bọn họ cuối cùng đã phái ra 16 người đi thăm dò, còn lại 20 người thì phân ra 10 người ở bên ngoài Hồng Hoang Cung tiến hành quét sạch hung thú, 10 người còn lại thì bắt đầu bố trí đại trận. Để cho an toàn, bản thân Thôn Thiên Phật cũng ở lại Hồng Hoang Cung, còn phái ra ngoài một vị hòa thượng để râu có thực lực gần tương đương với hắn. Mà giờ khắc này gặp phải hung thú vây công chính là tiểu đội của vị hòa thượng đó. Bọn họ đang thăm dò hướng chính bắc, cũng chính là vị trí của Hóa Lôi Tổ Giới. Chỉ vừa mới xuất phát được 3 canh giờ liền bị một đám hung thú bao vây lại. Đây là một chủng loại giống như hầu tử, nhưng mỗi con trên tay đều có lấy một cây kỳ lớn mà lại móng vuốt dị thường sắc bén. Hình thể không lớn, cao nhất cũng chỉ khoảng 1,5 mét, có con còn không đến 1 mét. Nhưng bọn này bắp thịt cả người thô cuồng, bất luận là tốc độ hay là lực lượng đều rất kinh người. Tịnh Xa sư huynh, làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ chiến hay là trốn?
bị bọn mãnh thú hung ác tản ra khí thế khát máu vây quanh. Mấy người bên trong không tự chủ được, có chút khẩn trương, nhưng vẫn không loạn trận cước, mà là mở miệng hỏi thăm. Vị hòa thượng râu quai nón kia cũng chính là người được xưng Tịnh Xa sư huynh. Giết! Tịnh Xa hòa thượng thần sắc có vẻ hơi ngốc trệ, nhưng toàn thân khí tức lại là 10 phần bạo ngược. Chậm rãi nhìn chung quanh, cởi ra tăng bào trên người, đồng thời cũng chỉ phun ra một chữ. Lời còn chưa dứt, Tịnh Xa hòa thượng bỗng dưng cầm ra một thanh phiên thiên nguyệt nhà sạn, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Sau đó, liền thấy tại vị trí mà hắn đang đứng bỗng nhiên nổ tung, cả người cũng đã lao đến bên cạnh một con ác thú, không chút do dự một trượng vỗ xuống. Còn hùng thú kia thật đúng là 10 phần linh hoạt, mặc dù bị tốc độ của Tịnh Xa hòa thượng làm cho giật mình, nhưng vẫn tại thời khắc trọng yếu nhất nhanh chân tránh thoát. Tịnh Xa hòa thượng kia lại có vẻ càng thêm hung hãn, một kích không trúng, trong nháy mắt nguyệt nhà sạn quét ngang. Lần này bất luận là tốc độ hay là lực đạo đều muốn mạnh hơn vừa rồi rất nhiều. Mà một kích này con hung thú kia lại là không hề né tránh, lập tức liền bị đập nát, máu thịt bè bét. Máu tươi bắn ra, nhuộm đỏ trước ngực Tịnh Xa hòa thượng, một đồ hình dữ tợn, một con hung thú chết thảm. Không những không dọa lùi được bọn chúng, ngược lại, cả khiến bầy hầu tử còn đang do dự lập tức sôi trào. Tất cả hung thú bắt đầu ngửa mặt lên trời gào thét, đồng thời thân thể chậm rãi lay động, nhìn cực kỳ giống như người đã uống rượu say. Lúc này, trong ba vị hòa thượng đi theo Tịnh Xa hòa thượng, có một người xem ra cũng rất hiếu chiến. Nhìn thấy đám hung thú kia, vậy mà dự định toàn bộ vây công Tịnh Xa, lập tức liền xách một cây đồng côn dự định tiến lên hỗ trợ. Thế nhưng, khi hắn vừa mới bước ra nửa bước, liền bị một tên đồng bạn khác lôi kéo lại. Không chờ hắn kịp phản ứng, thì lại có một tên khác chạy tới kéo ngược về. Hai người định làm cái gì vậy? Không thấy đám súc sinh kia đang định vây công Tịnh Xa sư huynh sao? Mau buông ta ra để ta đi chợ chiến. Mới vừa nói xong, chỉ thấy một tên đồng bạn trực tiếp vỗ luôn lên đầu hắn. Người muốn sống hay là tự đi tìm chết? Người chắc không biết Tịnh Xa sư huynh kinh khủng đến mức nào, lại còn dự định đến sát bên khi hắn đang chiến đấu. Nếu người thực sự muốn tiến lên, chỉ sợ chưa có trợ giúp được gì, ngược lại bị Tịnh Xa sư huynh vô tình đả thương. Nghe được hai tên đồng môn nói như thế, người kia mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không dãy giụa nữa, liền thuận theo bọn họ cùng lui về phía sau. Chỉ có điều, hắn cũng vừa lui vừa nói. Người nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ Tịnh Xa sư huynh sẽ ra tay với đồng môn ư? Không phải là vậy, mà là Tịnh Xa sư huynh tại thời điểm chiến đấu sẽ tiến vào một loại trạng thái không phân biệt địch ta. Khi đó đừng nói là ngươi, ngay cả thôn thiên trưởng lão cũng không dám tới gần. Trước đó, ta đã cùng Tịnh Xa sư huynh một lần đi làm nhiệm vụ, từng thấy hắn chiến đấu. Chàng cảnh kia đơn giản như là tù la địa ngục. Chẳng qua, mặc dù thời điểm chiến đấu Tịnh Xa sư huynh giống như tù la ác quỷ, nhưng là hắn hướng về Phật chi tâm giác phải là thuần túy nhất. Người kia nghe thế liền nhẹ gật đầu. Hắn cho dù đối với vị Tịnh Xa sư huynh kia không hiểu rõ cho lắm, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn cũng chỉ biết đại khái là khoảng 5 năm trước, trong hồng hoang cổ giới, bỗng nhiên xuất hiện một vị đầu chọc có râu quai nón. Không ai biết hắn là từ đâu tới, cũng không ai biết thân phận của hắn. Chỉ là nghe nói tại thời điểm khi hắn chiến đấu, thì trong miệng càng không ngừng hô giết 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 Tịnh Tịnh. Mà lại người này cực kỳ hiếu chiến, trong lúc nhất thời đem hồng hoang cổ giới quấy phá đến độ gà bay chó chạy, thậm chí còn xuất thủ diệt luôn 7-8 thế lực nhỏ của đạo gia. Về sau chuyện này bị giới chủ đại nhân Huyền Thiên Tử biết được, liền tự mình đến tìm vị hòa thượng râu quai nón kia đại chiến một trận, sau đó thu phục hắn, đồng thời ban thưởng pháp hiệu Tịnh Xa. Cuối cùng càng là dùng mạc đại pháp lực rửa đi một thân lệ khí của hắn. Từ đây vị hòa thượng đó liền gia nhập vào Phật môn, trở thành một tên chiến Phật. Nhưng người kia lại nghĩ không ra, tên Tịnh Xa này thành Phật sau đó vẫn cuồng chiến như cũ. Lúc ấy quả thực là lục thân không nhận. Hiện tại hắn rốt cục cảm thấy có chút may mắn. Vạn nhất bản thân mình tùy tiện xông tới mà bị Tịnh Xa sư huynh ngộ thương, vậy mình thật là không chỗ kêu oan. Ngay khi ba người kia lui xa hơn ngàn mét, Tịnh Xa hòa thượng bên này đã hoàn toàn triển khai chiến ý. Toàn thân cơ bắp tinh khiết tựa như bàn cầu thác kết, vừa nhìn liền biết bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Mà sự thật chứng minh cũng là như thế. Một đoàn hung thú kia sau khi rít lên một tiếng, bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng đồng thời cùng nhào tới Tịnh Xa hòa thượng. Mà lại mỗi một con đều là hai mắt đỏ ngầu, hiển nhiên đã tiến vào trạng thái cực kỳ khát máu. Tịnh Xa hòa thượng kia nhìn quanh bốn phương đều là ác thú, vẫn không hề sợ hãi,
đưa tay phủi vài giọt máu tươi dính trên bộ râu quai nón. Tịnh Xa bỗng nhiên hai tay nắm chắc phiền thiên nguyệt nha sạn, chân phải dẫm mạnh một cái xuống mặt đất. Lập tức một cỗ nồng đậm sát khí từ trong cơ thể truyền ra, cuối cùng vậy mà ở phía sau hắn tạo thành một cái hình đầu lâu dữ tợn. Theo sát khí phóng thích, vốn ban đầu chỉ có một cái đầu lâu, vậy mà cứ thế gia tăng. Khi sát khí đạt tới đỉnh điểm, chín quả đầu lâu giống nhau như đúc thình lình xuất hiện ở sau lưng. Tịnh Xa hòa thượng cũng là rống to một tiếng, sau đó cũng chỉ có thể nhìn thấy mặt đất nơi hắn đang đứng trong nháy mắt nổ ra một cái hố to. Mà Tịnh Xa hòa thượng đã hướng về phía đám hung thú tụ tập đông nhất mà vọt tới. Trong tay hắn, phiên thiên nguyệt nhà sạn không ngừng vung lên đập xuống chẻ ngang chẻ dọc. Mỗi một lần công kích đều sẽ có một con viên hầu hoặc chết hoặc bị thương, dù sao liền là chiều chiều thấy máu. Từ xa nhìn lại thật giống như tu la địa ngục, mà Tịnh Xa hòa thượng đơn giản liền là một tên quỷ vương trong địa ngục tội ác. Chỗ hắn đến, tất cả đều là tứ tán dâng lên máu tươi cùng chân cột tay đứt, mà trên người hắn cũng dần dần bị màu máu nhiễm đỏ. Chẳng qua tất cả máu tươi rơi xuống trên người hắn đều sẽ hội tụ vào một điểm, hình thành một cái đồ hình quỷ đầu. Giết càng nhiều, quỷ đầu kia sẽ càng thêm hoàn chỉnh. Còn chín quả đầu lâu cũng không ngừng xoay tròn quanh Tịnh Xa hòa thượng, giúp hắn ngăn lại tất cả công kích của những con ác thú. Có được lớp phòng ngự đó, Tịnh Xa hòa thượng liền có thể đem tất cả khí lực toàn bộ dùng để công kích, càng đánh càng mạnh. Trong tay Nguyệt Nhà Sạn đã múa thành một đạo vòi rồng màu đỏ như máu. Theo Tịnh Xa chém giết, vốn lúc đầu có chừng hơn 500 con viên hầu đã bị một mình hắn diệt sát hơn phân nửa. Số còn lại cũng phần lớn hoặc trọng thương hoặc tàn tật, đã mất sức tái chiến. Thế nhưng đám hung thú kia không biết là hiếu chiến đã thành tính hay là căn bản linh trí chưa khai mở. Đồng bạn bên cạnh từng con ngã xuống, nhưng lại không có một con nào có dự định trốn chạy, ngược lại càng thêm điên cuồng. Thậm chí có vài con hung thú tứ chi bị cắt đứt, nhưng vẫn là dùng răng cắn lấy mặt đất hướng về Tịnh Xa đánh tới. Nếu như nói Tịnh Xa hòa thượng là quỷ vương trong địa ngục Tu La, vậy đàn viên hầu kia sẽ là quỷ đói. Đúng là quỷ đói chứ không phải ác quỷ, cho dù chết cũng muốn cắn xuống một mảnh thịt của đối phương. Dần dần đám viên hầu kia tử thương càng ngày càng nhiều, ở chung quanh thân thể Tịnh Xa đã chồng lên cao cao một vòng thi thể giống như vách tường, mà nửa người phía dưới cũng là bị những thi thể thật sâu vùi lấp. Thế nhưng ngay trong núi thây biển máu ấy, hàng loạt con hung thú vẫn không hề có một chút ý định nào muốn thoái lui, như cũ là không sợ chết tiến công. Tịnh Xa hòa thượng dưới sự che chắn của chín quả đầu lâu, cho nên loại trừ đầy người máu tươi, bản thân hắn cũng không hề dính phải một chút thương tổn nào. Thi thể hung thú càng chất chồng lên, cuối cùng Tịnh Xa hòa thượng thậm chí chỉ còn lộ được cái đầu ra ngoài. Mà chín quả đầu lâu của hắn không biết vì sao sau đó vậy mà cũng bị mười mấy con hung thú phân biệt gắt gao ôm lấy, không thể giúp hắn tạo thành một vòng bảo vệ được nữa. Mà lúc này Tịnh Xa cũng chợt phát hiện bản thân mình vậy mà đã không có cách nào để cử động. Những cỗ thi thể kia sau khi chết, mỗi một bộ vậy mà đều nặng đến mấy chục vạn cân. Bị hơn 300 thi thể chôn vùi ở giữa, Tịnh Xa hòa thượng không hề mảy may động đậy nổi. Chưa hết, trong máu của chúng dường như có độc tính, vừa mới bắt đầu còn không thể phát giác, theo máu tươi càng lúc càng nhiều, độc tố kia cũng liền càng ngày càng mãnh liệt. Hiện tại Tịnh Xa hòa thượng đã trực tiếp bị độc tố làm tê liệt, khí lực cả người chậm rãi bắt đầu tàn đi. Không dám nghĩ tới, đám hung thú trong tuần thiên giới vậy mà cường hãn đến trình độ này. Không những tất cả hung thú không sợ chết, cực độ điên cuồng, mà lại sau khi chết, thân thể sẽ còn tăng thêm trọng lượng. Thậm chí, khi rất nhiều thi thể gom lại cùng một chỗ, huyết dịch sau đó sẽ còn sinh ra độc tố. Dạng tiến hóa này hiển nhiên là dưới hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt mới có thể hình thành. Chính là khi gặp phải địch nhân không thể chiến thắng, coi như mình chiến tử cũng phải giúp đồng bạn tạo ra cơ hội. Mà lại Tịnh Xa hòa thượng cũng không biết, khi đại lượng máu tươi của chúng hội tụ vào một chỗ, không những sinh ra độc tố mà còn sẽ hình thành một loại hương khí mà bình thường không thể nhận ra. Loại hương khí này chỉ có hung thú của tuần thiên giới mới có thể ngửi được. Mà hương khí kia chỉ có một mục đích, đó chính là hấp dẫn số lượng lớn hoặc là hung thú mạnh hơn đến đây, thay đám viên hầu này giết chết mục tiêu mà bọn chúng không thể làm được. Hiện tại xem ra, 7 viên hầu hung thú quả thực là cực kỳ kinh khủng. Tất cả hành vi tiến hóa của chúng chỉ có một mục đích duy nhất là giết chết mục tiêu. Đó chính là ta giết không chết
cũng phải để đồng bạn của ta giết ngươi. Nếu như đồng bạn cũng không thể làm được, vậy chúng ta sẽ làm tê liệt ngươi, sau đó hấp dẫn 7 hung thú khác đến giết chết ngươi. Có thể nói, chỉ cần bị loại hung thú này để mắt tới, vậy đơn giản, liền là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao, một người có cường đại tới đâu cũng không có khả năng chống lại được tất cả hung thú trong tuần thiên giới này. Đây cũng chính là bọn người Tịnh Sa Hòa Thượng khi mới vào tuần thiên giới, không biết nơi này hung hiểm, còn có đám viên hầu kinh khủng kia. Chẳng qua đó cũng là sự tình không có biện pháp. Tuần thiên giới cũng không phải là nơi mà ai cũng có thể đi vào. Chỉ có điều mỗi một người từng đến qua tuần thiên giới, nếu như may mắn không chết có thể còn sống rời đi, vậy cả đời này của bọn họ đều sẽ nhớ kỹ một loại hung thú có tên là Tất Tử Hầu này. Nếu như gặp phải đám khỉ đó không trốn được thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Hết hồi 158, xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 159. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ mà Vương Si View, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 158, Hùng Thú Tất Tử Hầu, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại!